sẽ cùng đến với bài tìm hiểu về câu ghép nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua một ví dụ sau. Mùa xuân đã về. Câu này có chủ ngữ là mùa xuân, vị ngữ là đã về. Câu chỉ có một cụm chủ vị. Người ta gọi đó là câu đơn. Ví dụ thứ hai. Nếu cô thêm một cụm chủ vị nữa, tiếp nối với câu thứ nhất, câu của cô sẽ là: Mùa xuân đã về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Trong câu này, cô có phần thứ nhất. Giống như câu đơn ở ví dụ 1, chủ ngữ là mùa xuân, vị ngữ là đã về. Và ở phần thứ hai, phần mà cô vừa thêm, cô có cây cối là chủ ngữ 2, đâm chồi nảy lộc là vị ngữ 2. Như vậy, ở ví dụ thứ hai, cô đã có một câu đơn giống như ở ví dụ 1. Câu có đầy đủ cụm chủ vị như thế này, cô gọi là vế thứ nhất. Phần vừa thêm cũng có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, cô gọi là chủ hai và vị hai, nên sẽ tạo thành vế thứ hai. Hai vế câu này độc lập là một câu đơn bởi nó có một chủ ngữ và một vị ngữ. Mỗi vế trong một câu ghép cũng có cấu tạo như một câu đơn, nhưng khi được ghép lại với nhau, nó sẽ tạo thành một câu mới. Đó chính là câu ghép. Nhưng câu ghép còn có một điểm nữa cần lưu ý. Hai vế câu này phải có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau.